Kính thưa quý vị và các bạn, Lê Lộc và Hoài Đức ơi xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Mày nói chương trình thực hiện gì đi? Anh á! Nói đi! Có nhớ gì đâu nói. Ok, ok. Ủa, đã được anh chào xong, em không biết giờ đâu. Ông cười quá à. Nói thì quên cái vụ em biết quên vụ tim mình là cái... Quên luôn. Tôi cấn cấn luôn. Cảm ơn Quỳnh Như rất nhiều. Nhưng mà còn nhân vật nữa đúng không nào Lê Lộc? À, đúng rồi. Ai nào? Dạ. Mày biên tập, mày đeo xua cho nó làm cái gì mày không nhắc tên, mày chơi không biên tập. Một ngày nó quay nhớ 16 cái tên làm sao nó nhớ được. Cái gì bình tĩnh gì? Cái gì bình tĩnh mà nói? Bình chân, ok ok, rồi. Bình chân nó nghe bình tĩnh luôn. Ok. Ghê thiệt, rồi bình chân nó nghe bình tĩnh. Bình tâm mà nói không? Mô phật. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ đến với phần thử thách của chàng trai được nhận được. Nó lộn lời đi em. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ đến phần thử thách của chàng trai nhận được một trong những sự lựa chọn của cô gái trên đây. Đó là bạn. Người đừng lặng im thương thơ. Vì lặng im sẽ giết chết con tim. Ok, lại